Xin chào mọi người, hôm nay mọi người hãy cùng mình tìm hiểu về cách chọn các loại gạch lát sân vườn của mình. Chọn môn là gạch lát sân vườn cần dựa trên các tiêu chí nào? Thứ nhất, độ bền cơ học. Gạch sân vườn có cần độ bền cao bởi sản phẩm sẽ tiếp xúc thường xuyên với bụi bẩn, nắng mưa, sự thay đổi thời tiết, nhiệt độ và độ ẩm. Bởi vậy, gạch cần có khả năng chống mài mòn, chống bay màu, chống bong chóc và chống bám bẩn, không bị axit và kiềm làm ảnh hưởng. Tiếp theo là độ cứng và độ dày lớn. Gạch lát sân vườn là dòng gạch lát nền được sử dụng cho khu vực ngoài trời. Không gian sân vườn là nơi thường xuyên di chuyển qua lại bởi người và xe. Do đó, độ cứng và độ dày cao là một tiêu chí quan trọng. Điều này giúp gạch khi chịu tác động của ngoại lực có thể hạn chế tối đa việc bị cong lên vênh, nứt vỡ. Bề mặt gạch. Khi chọn gạch lát nền sân vườn, cần có khả năng sân vườn bị trượt, đảm bảo an toàn khi di chuyển trên bề mặt gạch, ngay cả khi bề mặt gạch bị ướt. Trên thị trường hiện nay có nhiều mẫu gạch sân vườn để khách hàng lựa chọn. Khách hàng có thể lựa chọn các bề mặt như gạch nhám, sần hay men khô. Độ xốp rỗng. Chọn lát gạch sân vườn có tính chống thấm. Kết cấu gạch đòi hỏi sự bền chặt, không có lỗ rỗng. Nhờ vậy, gạch chống thấm nước, không bị hoai mục, rêu hố. Gạch bị xốp rất dễ bị rêu mốc, chân trượt, vừa mất vệ sinh, thiếu thẩm mỹ mà còn gây nguy hiểm cho người dùng. Thoát nước nhanh. Việc tưới cây trong sân vườn hoặc trời mưa to có thể khiến gạch bị đọng nước. Do đó, tính thoát nước nhanh cũng được quan tâm khi chọn gạch lát cho sân vườn chống trơn, tránh tình trạng nước đọng tạo điều kiện cho côn trùng, rêu mốc sinh sôi. Mọi người có ý kiến thêm gì về vấn đề này, hãy để lại comment bên dưới. Nếu có nhu cầu tìm hiểu về xây nhà trọn gói, có thể liên hệ với mình là Hoàng Nam GEC để được tư vấn miễn phí qua số điện thoại 0989 401 061.